Một bạn có gửi câu hỏi về thảo dược Đức Thịnh như sau: tôi bị bệnh về xương khớp rất là nghiêm trọng, thoái hóa đốt sống, thoát vị đĩa đệm, thì nên dùng cây thuốc nào để điều trị? Ngoài ra thì tôi còn bị tóc bạc sớm. Tôi bị tóc bạc từ lúc ngoài 30 tuổi, đến nay tôi 45 tuổi nhưng tóc đã bạc khoảng 2/3. Không biết là bây giờ uống hạ thủ ô với tôi thì còn cứu vãn được tình hình hay không? Nếu uống thì phải uống trong vòng bao lâu thì có tiến triển? Tôi xin cảm ơn. Chào bạn, tôi xin phép được trả lời câu hỏi của bạn như sau. Để điều trị thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống thì hiện nay có bài thuốc từ cây chìa vôi. Bài thuốc bao gồm 6 vị: cây chìa vôi, cây cỏ xước, cây dền gai, cây tầm gửi, cây lá lốt và cây cỏ ngươi. Các vị thuốc trên thì bạn đem rửa sạch và sắc uống trong ngày, dùng liên tục trong khoảng 1 tháng thì sẽ có kết quả. Còn đối với chứng bệnh rụng tóc và tóc bạc sớm thì bạn hãy kiên trì dùng hà thủ ô trong khoảng từ 2 đến 3 tháng thì sẽ có chuyển biến. Hiện tại thì nhà thuốc có bán tất cả những vị thuốc trên, bạn có thể liên hệ với số hotline bên dưới để được đặt mua thuốc ạ.